Cha ơi, chết cha cuối cùng này con gọi cha. Cha ơi, cha về ăn cơm cha xúc miệng tuần tuần cha. Dạ vâng, bữa cơm sáng nay đây là một bữa cơm cuối cùng. Mời bác con rể của cụ lên để dâng tiền. Mời một bác con rể của cụ lên để dâng tiền cho cụ. Cha ơi, con là con rể của cha đây. Cha ơi, dâu hiền đi gái và rể thảo như trai. Cha ơi, cha còn nhớ không đi mọi ngày các con của cha ở xa con ở gần. Con về biếu tiền cho cha để rồi cha muốn ăn gì thì cha mua. Cha ơi, ngày hôm nay các con về biếu tiền thì cho cha để rồi cha làm lỗi vì hành sai được. Chúc cô ơi cùng quý cha ơi bệnh viện ba một xin đi cha hiện đi về cha ơi cha. Dạ vâng, các bác chắp tay vào vai cụ ba vai. Kính thưa chân linh hương hồn cụ ông Bùi Văn Bình. Cụ Ính ơi, thế là suốt cả một cuộc đời 89 mùa xuân, chỉ còn một bữa cơm sáng ngày hôm nay là một bữa cơm xong xuôi. Cụ còn ở trong nhà với toàn thể các con trai dâu gái rể cháu chắc anh em nội ngoại của cụ. Lúc này đây ba hồn thì bảy vía. Vòng linh hương hồn cô đang vàng phất bơi nào. Cô hiện về ra chung cho cùng toàn thể các con các cháu anh em nội ngoại của cô với lai lâm nhân thường bữa cơm sáng sinh may ngày hôm nay. Để cầu công chư linh của cô ơi xin được sức soát của cô đủ chỉ các con các cháu được đầu năm chi giữ nửa năm chi quê. Ăn nên thì làm cho tay qua thì đàn khỏe, cầu tài thì được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an thì đắc bình an. Nam mô A Di Đà. Dạ vâng, vì cơm chúc thực cho cụ đang sáng sớm. Mời toàn thể các bác mình trở về bên linh cữu của cụ. Thank you.
Vâng, ban tang lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần lễ của gia đình con cháu của ông Nguyễn Đắc Ri ở Ninh Giang Hải Dương nay trở về dâng lễ phụng viếng. Xin trân trọng và kính mời lễ vào dâng hương. Mỏng lòng thành của con cháu ông Nguyễn Đắc Ri ở Ninh Giang Hải Dương xin được thắp nến tâm nhang dâng lễ mỏng lòng thành để cầu chúc cho ông được thanh thản ra đi về với tổ tiên cõi vĩnh hằng, phục cổ độ trì cho các cháu được mạnh khỏe bình an. Dạ vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình làm lễ xong mời các bác đưa chân ra bàn uống nước. Gia đình xin cảm ơn. Cột đế lúc này em ơi, anh chỉ là phụ thơ ở đại tử. Huynh em ơi, thế là một lần sau quỷ này. Phần lễ viếng, ban tang lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình cùng đoàn nhạc tang ra để đón phần lễ viếng của đoàn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phú Lương, đoàn do đồng chí Lê Văn Quý, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn về dâng lễ phụng viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn vào dâng hương. Kính thưa hương hồn cụ Bùi Văn Úy, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tang chủ,
nhận được tin buồn, cụ Bùi Văn Úính đã 2 năm mươi về với tiên tổ. Đoàn đại biểu đại diện cho huyện ủy